Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Hôm nay ngày 30 tháng 8 bên chúng em đã. Rất là cảm ơn anh Hải, anh ở bến xe Cầu Giao, anh đặt cho mình một cấu hình combo trong ngày chủ nhật ngày hôm nay. Thì chút nữa em sẽ cho anh em nhân viên đóng hàng để ra gửi xe về bến xe cho anh. Với một cấu hình này thì tổng là 18.500.000 đồng, thì gồm các món như là đầu tiên là một đôi loa JBL G300, dòng loa cây cơ bắp. Đây, dòng loa cây rất là cơ bắp mà được chia làm những cái hình thức như là ở khoang dưới là hai con bát điện 25. Sở hữu ngay cho mình hai con bát điện 25 gân xốp rất là mềm mại đây. Bát đánh mềm sâu gần như là công suất đạt được cái mức như là một thùng loa 40, và hai con chung vì giải chung cực kỳ là vang xa. Tép ở đây thì bốn con tép nó giảm giúp cho tiếng chép nảy tơi nhiễn, gần như không bị chói vì nó là dòng chép giấy. Nên ra karaoke gia đình để chúng ta hát những cái dòng loa như thế này nó rất là hay, tiếng bay nhẹ nhàng. Chung giải chung về cái giải mic rất là hay ạ. Màu của nó thì là màu cà phê, rất là chắc khỏe và công suất đạt đỉnh điểm lên được 500 đến 600. Và mẫu này hiện tại giá của con này trên hóa đơn chúng em xuất cũng như là giá bán trên thị trường là 8 triệu một cặp JBL G300. Và tiếp theo đó là một con đẩy QA800 ghép vào cho anh Hải. Với con đẩy này là con đẩy hiện nay là con đẩy công suất tương đối là ok trong cái mức là 800W. Và mạch class D nguồn xung, tiếng sạch sẽ. Các anh em có thể nghe giai điệu đánh ra rất là tươi tắn, chi tiết đầy đủ tất cả các giai. Và dòng đẩy hai kênh mỏng nhẹ gọn gàng. Bộ mic K900, dòng mic cao cấp, hát tiếng rất là hay, tiếng bay nhẹ nhàng, hát như ca sĩ chuyên nghiệp luôn ạ. 2 triệu bộ mic và 4 triệu 8 một cái đẩy QA. Và tiếp theo là một chiếc vang Epic 9 Plus của Next Acoustic. Thì em sẽ ghép cho anh là một con vang Next DAC233 và Epic 9 Plus. Đây là sẽ để giảm được cái mức đầu tư. Chính vì vậy bộ combo này, chọn gói bộ combo này là 18.500.000 đồng. Và chúng em sẽ hỗ trợ phí vận chuyển cho anh Hải về tận bến xe dưới Cầu Giào để anh nhận xe. Gần như xe Oho hay xe các thứ đi, xe Hoàng Long này. Nói chung là về bến xe Cầu Giào rất là nhiều xe. Nên là em sẽ gửi hàng 11 giờ rồi. 11 giờ thì tầm độ 3 đến 4 giờ thì anh nhận. 5 giờ, muộn nhất là 5 giờ chiều anh sẽ nhận được hàng. Tối nay là có sản phẩm chơi rồi. Thì anh cứ chuẩn bị tinh thần nhé, để nhận hàng để anh em bạn bè vui quây quần. Ok, sau đây thì tăng thêm một tí nhạc và đi vào test một đoạn karaoke nữa, để chúng ta có được một cái quy trình kiểm tra cũng như là đánh giá chi tiết nhất có thể. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rực hồng. Anh đường anh, em đường em, yêu đương xưa chỉ còn âm thầm. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao thượng bằng ngày xưa.
đầu em. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu, chẳng còn nữa đâu.